Mấy ngày qua xuất hiện thông tin có ca mắc COVID-19 tại Bệnh viện Quân y 121 ở quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, gây hoang mang cho người dân. Theo Sở Y tế Cần Thơ, thông tin này là không chính xác. Sở Y tế Cần Thơ xác nhận, đến hôm nay, thành phố chưa ghi nhận ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng. Trước đó, ngày 6 tháng 5, Bệnh viện Quân y 121 có gửi mẫu xét nghiệm của bệnh nhân ở Vĩnh Long, tiền sử dịch tễ đi về từ nơi có trường hợp mắc COVID-19. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Cần Thơ đã làm xét nghiệm khẳng định cho kết quả âm tính.